mùa hè như thế này mà bán kem chỉ có lời thôi. Kem tươi đây. Mayo mayo. Oh no. Kem tan hết rồi. Tủ lạnh mình vừa mới mua mà. Tủ lạnh mới mua, không sao cả. Lỗi là do mình. Được.
Cô ơi Trang, chị làm cái gì để cứu mọi em vậy? À, chị đã lấy độc trị độc đấy. Mà em có sao không? Từ bây giờ, mọi người phải chú ý cẩn thận mọi lúc mọi nơi nhá. Cô nhớ tôi về